Nhà ấp 5 Nhật Chánh, cách đường nhựa ấp 5, ấp 8. À, 80 mét. Đường xe 16 chỗ. Nhà dân đông, dân cư đông, hiện hữu. Xe 16 chỗ đến nơi, đến nhà. Nhà đây. Bề ngang 5 m, dài 34 m, cạnh dài 32,5 m. Nhà gồm bãi đậu xe nè, nhà điện âm áp, gồm một sân trước, một sân sau, một phòng khách, ba phòng ngủ. Đường xe 16 chỗ tới nay. Nhà mới xây chưa ở luôn. Được 3 phòng ngủ luôn ha. À, điện âm. Gắn đường ống điện rồi máy lạnh rồi. Ngon lành ha. Ba phòng ngủ rộng thênh thang. Ba phòng ngủ mà rồi còn phòng khách rồi toilet mới cho chưa xây dựng chưa xong, đang trong quá trình hoàn tất. Hố ga ra sông luôn, ra rạch luôn. Còn phía sân ở phía sau để trồng trồng rau luôn, rào bao quanh hết rồi. Bếp nhà cất kiên cố luôn. Ấp 5 Nhật Chánh Bến Lức luôn em. Sát bên khu dân cư Thanh Yến luôn. Cách khu dân cư Thanh Yến chưa đầy 500 mét. Bề ngang 5 mét, dài 34 mét, quá dài ha. Ra tới mé rạch luôn. Dạ. Mẹ quên chìa khóa đấy. Đó. Khóa luôn á. Khoan khoan, để anh quay cái nơi. Quay cái nơi. Dạ anh cứ đóng này, pha xong rồi đó anh. Pha đi, pha đi, pha đi. Trong đây đã phân lô hết rồi. Đường thể hiện trên sổ. Xe 16 chỗ, xe tải vô luôn. Rồi, xin cảm ơn.